Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài tập yoga ngày hôm nay với chủ đề là Vinyasa. Thì với bài tập này sẽ là một chuỗi bài tập liên hoàn và đòi hỏi đối với những ai sẽ tập yoga khoảng từ 2 tháng trở lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Từ đây, chúng ta hãy đứng thoải mái một chút. Hai tay chấp nhẹ trước ngực hoặc thả lỏng tay xuôi theo người. Hãy khép nhẹ đôi mắt lại. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở ra. Từ đây chúng ta hãy đưa hai tay chấp nhẹ về trước ngực và chúng ta cùng chào nhau. Namaste. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần khởi động. Hôm nay chúng ta sẽ tách nhẹ hai chân của mình ra. Tách hai chân ra. Rồi, từ đây chúng ta hãy hít vào. Hai tay đưa lên cao nào. Hôm nay chúng ta sẽ khởi động nhanh vùng vai của mình. Rồi chúng ta sẽ xoay nhanh vào vai của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta đưa hai tay sang ngang, khởi động kỹ vùng cổ tay của mình là 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Hít vào, hai tay sang ngang, xoay căng các đầu ngón tay. Thở ra, nghiêng lườn sang bên phải, vươn căng tay trái của mình. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, đổi bên, vươn căng tay phải. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, nghiêng lườn sang phải giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, trở về. Thở ra, đổi bên giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, trở về. Hoặc hai tay sang ngang đều được. Thở, nghiêng sang phải giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, trở về giữa. Thở, đổi bên nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, trở về. Giờ chúng ta nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống này. Đứng về phía đầu thảm nào. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Xếp mông, đẩy ngực, ngả người ra sau. Thở ra, chúng ta đưa hai tay ra sau lưng của mình. Lan tay xoay vai, vươn dài lưng gập người xuống ạ. Chúng ta có thể ngẩng nhẹ đầu đối với ai có vấn đề về huyết áp. Được chưa ạ? Rồi, từ đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy nhẹ đỉnh mông lên cao, vươn dài lưng, tay ra xa. Hít vào, hai tay đưa lên cao, xếp mông đẩy ngực ngả người ra sau. Thở ra, gập lưng, gập người của mình xuống ạ. Tay ra sau, giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, hai tay đưa lên cao, xếp mông đẩy ngực ngả người ra sau. Thở ra, gập người, vươn dài lưng, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào lên, thẳng lưng lên, hai tay đưa lên cao. Thở ra, vươn dài lưng, gập người xuống. Hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào, chúng ta bước dài chân phải ra sau. Hạ đầu gối chân phải xuống. Hai tay lên cao, ngả người ra sau, giữ ở đây. 1, siết nhẹ bụng rút xuống sâu. 2, 3, 4, 5. Thở, hai tay ra sau lưng, đan tay xoay vai, ngả người ra sau, tiếp tục trượt theo đùi sau của mình. Nâng nhẹ càng giữ. 1, 2, 3, 4,
Lòng hít vào thẳng lưng, thở xoay nhẹ người sang bên phải, rồi hạ trán xuống, tay lên cao giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào thẳng lưng của mình lên, tiếp tục hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay lên, thở chấp nhẹ hai tay về trước ngực, vặn xoắn vào, gài khỉu tay phải ra ngoài đầu gối trái, vặn xoắn giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Từ đây chúng ta hạ tay xuống, duỗi thẳng đầu gối chân trái, nâng tay trái của mình lên, mắt nhìn theo tay, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hạ tay của mình xuống, bước chân ra sau trở về tấm ván cao, tấm ván cao siết bụng lại, sấp vai lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Từ đây chúng ta hạ gót chân sang bên phải, nâng tay trái của mình lên, giữ. 1, 2, 3. Nếu ai chưa tốt có thể bước chân về trước được chưa ạ? 4, 5. Rồi hạ tay xuống, trở về tấm ván cao, đổi bên nào. Rồi tiếp tục nâng tay giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Từ đây chúng ta hạ tay xuống, trở về tấm ván cao. Có ai tốt có thể về chan tu, hoặc ai chưa tốt về 8 điểm chạm sàn. Chan tu thì sẽ như thế này đi chọn, còn 8 điểm chạm sàn sẽ như thế này đi chọn. Hít vào trườn người lên, rắn hổ mang. Thở ra trở về chỗ mặt nào, chìm sâu vai. Hít vào đá chân phải ra sau lên cao, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, bước chân trái về cạnh nó. Hít vào hai tay lên cao, siết mông đẩy ngực ngả người ra sau. Thở ra vươn dài lưng ngược người xuống, hai tay đặt cạnh hai bàn chân. Hít vào bước dài chân trái ra sau, hạ đầu gối chân trái xuống, hai tay lên cao ngả người ra sau giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay ra sau, xoay vai mở ngực giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào hai tay đưa lên, rồi nhẹ nhàng chấp nhẹ hai tay về trước ngực, vặn xoắn nào. Gài kiểu tay trái ra ngoài đầu gối phải, nhấn một lực, từ cùi trở tay xuống đùi giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào lên, thở hạ tay của mình xuống, duỗi thẳng đầu gối chân phải, nâng tay phải lên nào, hóp bụng thở ra giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ tay của mình xuống, bước chân ra sau, về tấm ván cao giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục hạ gót chân sang bên phải, nâng tay trái của mình lên về mặt phẳng nghiêng, giữ theo khả năng ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay của mình xuống, đổi bên nào. Giữ. 5, 4, 3, 2, và 1. Hạ tay xuống, về chan tu, rồi trườn người lên, chó ngửa mặt nào, vươn dài cổ của mình ra, đầu gối tách khỏi sàn, thở ra trở về chỗ mặt, chìm sâu vai, chìm sâu vai. Từ đây chúng ta hít vào đá chân phải ra sau lên cao, thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, hai tay lên cao trường tấn cao nào, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Chấp nhẹ hai tay lại, nhau người về trước, siết bụng giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào trở về nào. Đây chúng ta xoay gót chân sau, hai tay sang ngang, chiến binh hai, mắt nhìn theo tay phải giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ khỉu tay phải lên, đùi phải của mình vươn căng, tay trái giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đưa bàn tay phải chạm vào bàn tay trái, duỗi thẳng giữ. 1, 2, 3, 4,
Nằm hít vào trở về chiến binh 2. Tay trái trượt theo chân trái của mình, tay phải lên cao giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5, hít vào trở về. Từ đây chúng ta duỗi thẳng đầu gối chân phải, mũi bàn tay hướng xuống, tay trái lên giữ. 1, 2, 3, 4, 5, chung đầu gối phải xuống luôn, tay phải xuống dưới đùi phải. Tay phải nắm cổ tay trái giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5, rồi tách tay của mình ra. Duỗi thẳng chân phải, kéo giãn vùng cơ chân phải, kiễng cao gót chân sau của mình lên. Nâng tay phải lên nào, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, rồi hạ tay xuống. Bước chân ra sau, về tấm ván cao. Tấm ván cao. Từ đây chúng ta tiếp tục hạ gót chân sang bên phải, nâng tay trái của mình lên, giữ. 5, 4, 3, 2 và 1, hạ tay xuống, trở về tấm ván cao, đổi bên nào. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống, trở về tấm ván. Và chúng ta về chantu nào. Hít vào trường người lên, rắn hổ mang, hoặc chó ngựa mà, thở ra về chỗ mặt nào. Chìm sâu vai xuống. Hít vào chúng ta đá chân trái ra sau lên cao. Thở bước chân trái về giữa hai bàn tay. Hai tay lên cao, trường tấn cao giữ. 1, 2, 3, 4, 5, chấp hai tay lại nhau người về trước nào. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, hít vào trở về. Từ đây chúng ta hạ gót chân sau của mình xuống, hai tay sang ngang, chiến binh 2, giữ. 1, 2, 3, 4, 5, hạ khuỷu tay trái lên đùi trái, vươn can tay phải giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5, đưa tay trái của mình chạm vào bàn tay phải, duỗi thẳng giữ. 1, 2, 3, 4, 5, hít vào chúng ta trở về chiến binh 2. Rồi tay phải trượt theo chân phải của mình, tay trái lên cao giữ nào. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào trở về. Thở ra chúng ta duỗi thẳng đầu gối chân trái, mũi bàn tay hướng xuống, tay phải lên cao giữ. 1, 2, 3, 4, 5, hạ tay cùng, bây giờ chúng ta trùng đầu gối xuống ạ. Luồn tay xuống dưới đùi, tay trái nắm vào cổ, tay phải giữ. Xoay vai mở ngực. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tách tay của mình ạ. Duỗi thẳng đầu gối chân trái, nâng tay trái lên, giữ ở đây. Kiễng cao gót chân sau giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, hạ tay xuống, trùng đầu gối. Bước chân ra sau, chúng ta về tấm ván cao nào. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ gót chân sang bên trái, nâng tay phải lên giữ nào. 1, 2, 3, 4, 5. Trở về tấm ván cao, đổi bên nào. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1, hạ tay xuống. Lúc này chúng ta về chantu hoặc tám điểm chạm sàn. Hít vào trường người lệ. Thở ra trở về chỗ mặt nào. Chìm sâu vai. Chìm sâu vai xuống. Từ đây chúng ta hít vào đá chân phải ra sau lên cao. Thở co đầu gối chạm khuỷu tay phải. Ai tốt thì giữ 5 giây, ai chưa tốt có thể thoát thế sớm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào chân phải ra sau lên cao. Thở co đầu gối chạm về gần trán của mình nào. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào chân phải ra sau lên.
Thở co đầu gối chạm khuỷu tay của chúng ta nào. Bên trái 1, hạ gót chân sau 2, 3, 4 rồi duỗi chân phải sang bên trái. Nâng tay trái của mình lên giữ nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống, chân phải ra sau. Gấp đầu gối chân phải lại. Hạ bàn chân phải sang bên trái nào. Hạ mông xuống. Hít vào, nâng mông ngả sau giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trở về chỗ mặt. Chìm sâu vai. Từ đây chúng ta đổi bên chân nào. Hít vào chân trái ra sau lên. Thở ra co đầu gối chạm khuỷu tay trái giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào chân trái ra sau lên. Thở co đầu gối về gần trán nào. Giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào chân trái ra sau lên. Thở co đầu gối chạm khuỷu tay bên phải nào. Giữ 1, 2, 3, 4. Di chuyển chân trái sang bên phải. Nâng tay phải lên giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ tay xuống trở về chỗ mặt nào. Tiếp tục chúng ta chân trái ra sau lên cao. Gấp đầu gối chân trái lại. Hạ bàn chân trái sang bên phải. Hạ mông của mình xuống. Hít vào, nâng mông. Ngả người ra sau giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trở về chỗ mặt nào. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng hạ đầu gối xuống về em bé. Hít sâu và thở chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít sâu. Thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra nào. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng đẩy mông lên. Đi bộ hai bàn chân về gần hai tay của mình. Rồi hai tay tách rộng bằng vai. Hai chân thẳng hàng với hai bàn tay. Chúng ta sẽ cùng thực hiện như thế con quạ nào. Ở đây nếu ai chưa tốt ạ, thể lực tay chưa tốt, thì chúng ta sẽ kiễng gót chân của mình lên cao, đầu gối tiếp giáp với từng cánh tay của mình ạ. Chúng ta sẽ quen cảm giác tiếp giáp, đầu gối tiếp giáp với từng cánh tay của mình ạ. Được chưa ạ? Với những ai chưa tốt. Còn ai tốt hơn rồi thì chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu này. Kiễng cao gót chân, kiễng cao gót chân này ạ. Hít vào một hơi thật sâu, nín thở. Rồi xô người về trước nào. Rồi, đó, tư thế con quạ. Các bạn có thể thử nhiều lần nhé. Các bạn có thể thử tư thế với con quạ này nhiều lần. Thì với những ai mới thì sẽ hơi khó vì cái thể lực tay vai mà chúng ta chưa khỏe thì chúng ta sẽ chưa thể làm ngay được. Nhưng với những ai đã tập thể lực tay vai tốt thì chúng ta sẽ làm được. Đó, thì mình cũng có một cái bài tập rất là sâu về tư thế con quạ này, các bạn cũng có thể tập thêm. Rồi bây giờ chúng ta nhẹ nhàng trở về tư thế cái bàn, kéo giãn tay vai một chút nào. Hít vào tay trái đưa lên. Thở ra luồn sâu tay vai trái xuống. Duỗi thẳng tay phải giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trở về nào. Hít vào tay phải đưa lên cao. Thở ra luồn sâu tay vai phải xuống. Duỗi thẳng tay trái giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhẹ nhàng trở về. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng nằm ngửa nào. Hai tay ôm đầu gối của mình. Hít vào nâng đầu lên giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hạ đầu xuống. Kéo đầu gối về gần bụng ngực nào. Tiếp tục chúng ta hít vào, nâng đầu lên giữ. 1, 2,
3, 4, 5, rồi thở ra hạ đầu của mình xuống. Hít vào, nâng đầu lên giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5, thở ra hạ đầu của mình xuống nào. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng đưa hai tay nắm vào hai ngón chân cái của mình. Thực hiện tư thế em bé hạnh phúc, nhấn mông vào lưng dưới xuống, rung lắc chân sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi nhẹ nhàng chúng ta trở về nào. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng duỗi thẳng chân, hai tay vươn cao qua đầu, kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Thu chân trái về gần mông, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi đó chính là một bài tập về chủ đề Vinyasa. Mình hy vọng rằng là bài tập vừa rồi sẽ thấy chúng ta sẽ cảm nhận rằng là chúng ta cần đến sức mạnh của rất nhiều vùng tay vai, cổ tay và vùng bụng của mình nữa, và cả chân nữa, toàn thân luôn, đúng không ạ? Hy vọng rằng bài tập này sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe hơn, các cơ của chúng ta được khỏe hơn này, săn chắc hơn, và sức khỏe của chúng ta càng ngày càng tốt lên nhé. Và đây là một bài tập cũng khá là nâng cao đó. Thì các bạn, bài tập này thì các bạn, đúng là các bạn phải tập ít nhất là phải từ 2 tháng hoặc 3 tháng trở lên thì chúng ta sẽ tập được bài tập này, cảm thấy chuyên chu và mềm mại hơn. Hy vọng rằng sẽ nhận được những phản hồi từ các bạn. Các bạn hãy bình luận ở dưới để mình biết mong muốn của các bạn như nào nhé. Và đừng quên sau khi tập xong hãy đăng ký kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu và nhấn vào chuông để chờ đợi những clip tiếp theo. Nếu bạn muốn theo các bài tập không chứa quảng cáo, bạn có thể tham gia hội viên của kênh. Được chưa? Tạm biệt.